Xin chào tất cả các anh chị. Sau đây là em sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các anh chị. Lưu ý với các anh chị rằng là để khi mình mua hàng online tại Tâm Đức các anh chị, thì khi các anh chị nhận được hàng ấy thì mình sẽ nhận được những cái như sau. Đầu tiên là một cái phí bảo hành các anh chị nhé. Cái thứ hai là bên trong này thì có một cái tờ ghi rõ cái điều kiện bảo hành các anh chị ạ. Và cái thứ ba là cái rất là quan trọng, đó là một cái tờ giấy trong đấy có bốn cái mã QR code các anh chị nhé. Đấy, thì đây là những cái mã QR code mà khi mình quét á, thì cái đường link của nó dẫn đến những cái video mà hướng dẫn lắp ráp cũng như là cân chỉnh xe trong cái điều kiện mà các anh chị cần các anh chị nhé. Ví dụ như em bây giờ em làm một cái hướng dẫn nè, ví dụ như ở đây là có một cái là video nè, em đang chỉ ngay tay mình nè, video hướng dẫn ráp xe đua hoặc touring các anh chị nhé. Thì nếu anh chị nào mua cái xe đua hoặc touring á, thì mình mở cái Zalo lên, mình quét cái mã QR code này thì nó sẽ dẫn thẳng tới cái video bên em chỉ cách cho các anh chị, hướng dẫn anh chị ráp cái xe đua touring. Còn ở đây thì là video hướng dẫn ráp xe địa hình, thì khi anh chị dùng Zalo mình mở ra, mình quét cái mã QR code này á, thì nó sẽ dẫn tới cái video là hướng dẫn ráp xe địa hình các anh chị ạ. Đây, còn ở dưới đây thì có một số cái nữa, ví dụ như là cân chỉnh cùi đề trước xe đạp này, rồi cân chỉnh cùi đề sau xe đạp các anh chị nhé. Ở đây cân chỉnh cùi đề sau xe đạp, thì nếu mà mình cần cái nào thì mình quét thẳng vào đây các anh chị nhé. Bây giờ em sẽ làm thử cho anh chị một cái anh chị ha. Thì bây giờ là cái này đi, cái này là cái bây giờ em mua một chiếc xe địa hình anh chị nhé. Bây giờ em sẽ quét cái mã QR code này để hướng dẫn ráp xe địa hình các anh chị ạ. Đây, bây giờ em sẽ thao tác trực tiếp trên Zalo nhé. Đầu tiên là em sẽ mở cái Zalo mình lên ha, xong tiếp em bấm vô cái dấu cộng này nè, cái dấu cộng bên góc phải của màn hình nhé. Đấy, anh chị thấy cái chữ quét mã QR không? Đấy, quét mã QR code anh chị nhé, bấm vào đây. Đấy, anh chị thấy nè, ngay cái tay em chỉ nhé, quét mã QR. Rồi, đấy anh chị, đó là nó ra một cái màn hình máy tính điện thoại trên máy tính điện thoại như vậy đấy. Đó, xong anh chị nè, em làm lại nhé. Khi em quét vào cái mã này, khi em quét vào cái mã trên điện thoại này, thì nó sẽ đây, nó sẽ ra một cái như vậy, là nó thông báo này. Bạn có muốn truy cập cái link này không? Mình nhấn có cái là nó đi tới anh chị nhé. Đây. Đấy, thì nó sẽ đi thẳng vào này. Đó, nó sẽ đi thẳng vào YouTube các anh chị nhé. Và trên này là cái video mình hướng dẫn ráp. Đây. Xin chào các anh chị, hôm nay em sẽ quay một cái video để hướng dẫn. Đó, là mình đi thẳng vào cái video hướng dẫn ráp xe địa hình các anh chị ạ. Đấy, kiểu như vậy. Bây giờ em thao tác lại một lần nữa các anh chị nhé. Đầu tiên các anh chị thấy không, mấy cái mã QR code bên em gửi kèm khi mà các anh chị mua xe các anh chị nhé. Ở trong cái thùng xe nó sẽ có mấy cái tờ giấy như vậy đấy. Thì đầu tiên các anh chị mở cái Zalo của mình lên nhé, mở Zalo của mình lên đây, ví dụ nhá, em đang thao tác nè. Đấy, anh chị mở cái Zalo lên mình lên nhá. Đầu tiên là bấm vào Zalo, đó bấm vào Zalo anh chị nhá. Khi vào Zalo thì bình thường nó sẽ màn hình như vậy anh chị ha. Đấy, xong anh chị bấm vào cái dấu cộng này nè, dấu cộng này ha. Đó, anh chị nhấn vào cái chữ mã QR nè, quét mã QR nè, được chưa? Đó, thì nó sẽ ra một cái màn hình như vậy anh chị nhé. Xong bây giờ mình đưa cái cam này tới ngay cái mã QR code này. Đó, là nó sẽ thông báo là bạn có muốn truy cập cái link này hay không. Đó, mình nhấn có anh chị nhé. Rồi. Đó, thì nó sẽ ra thẳng cái video đây. Đó, hướng dẫn ráp xe địa hình, mình bật tiếng lên mình xem anh chị nhé. Đó, thì mình sẽ thao tác như vậy anh chị nhé, rất là tiện lợi cho anh chị để mình xem trực tiếp anh chị ạ. Và khi mà mình gặp cái gì thì mình cứ quét cái mã trên cái bảng trên cái này đấy. Thì ví dụ như trong này có bốn mã này: cân cùi đề xe đạp này, cân cùi đề xe đạp ở trước, cân cùi đề xe đạp phía sau nè, hướng dẫn ráp xe địa hình nè, hướng dẫn ráp xe đua touring. Còn nếu mà trường hợp anh chị cần hỗ trợ gì nữa thì cứ liên hệ với lại bộ phận kinh doanh của Tâm Đức anh chị nhé. Xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại anh chị ở những cái video phía sau ạ. Tâm Đức xin chào anh chị ạ.